Trọng Hải xin giới thiệu quý vị một người chị mà mỗi lần chùa Liên Hoa, chùa Bủ Môn có những đêm văn nghệ đại nhạc hội như thế này thì chị từ Florida đều trở về bằng một tấm lòng của một người con Phật, một người Phật tử ngoan đạo. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Anh từ Florida. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ hòa thượng. Kim Anh một lần nữa xin gửi lời chào thân thương và kính trọng nhất đến toàn thể quý chư Phật tử, và xin chân thành cảm tạ chư vị đã đến tham dự và ủng hộ hội chợ Xuân Yêu Thương của chùa Liên Hoa. Thưa quý vị có vui không ạ? Nếu vậy thì Kim Anh xin kính mời quý vị hãy ủng hộ cho ban tổ chức những tấm vé số. Thưa quý vị, chỉ có 5 đồng một vé thôi, mà nếu quý vị mua 5 vé thì sẽ là 20 đồng. Và chiếc xe Toyota Camry đời mới 2018 sẽ đứng ngoài đó chờ quý vị ủng hộ, được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nhạc phẩm Huyền Thoại Một Chiều Mưa của nhạc sĩ Nguyễn Vũ xin kính gửi đến quý vị như một lời tri ân của Kim Anh. Xin cảm ơn quý vị. Và mây trắng răng răng, em đến thăm anh, và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên anh em lặng nhìn bầu trời, nhỏ ánh mắt mộng mơ. Giờ người yêu không kể chuyện ngày xưa, chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, tiên quốc đan vui một nàn tiên lỡ làm rơi ly ngọc ngà, đàn say nên trời bẹn đọa đầy nàn xuống dưới trần gian, làm người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi nàn tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay, và vì thương đời lính, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm tiên sứ trời sai góp mây hồng làm sẽ đưa tiên về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời, và tiên không về đâu. Nàn tiên gian trần không đôi cánh trắng, giờ đang ngắm mưa bay, đang đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên nữ có về, tiên cười em nói, tiên nhích dương gian với chiều mưa thật nhiều.
xuống dương trần một chiều mưa bay. Và vì thương đời lính, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm tin sứ trời sai góp mây hồng làm sẽ đưa tiền về. Tiền nói dối, tiền còn đang giận trời và tiền không về đâu. Nàn tiên gián trần không đôi cánh trắng, giờ đàn ngắm mưa bay. Đàn đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, lỡ mà trời gọi về thì tiên nữ có về không? Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều chân thành. Cảm ơn những tiếng vỗ tay của quý vị. Thưa quý vị có thể giúp chùa một lần nữa. Kim Anh xin kính mời quý vị hãy mua ủng hộ cho chùa những tấm vé số, và hy vọng quý vị sẽ mang chiếc Camry, Toyota Camry 2018 đem về nhà quý vị trong năm mới, mang những sự may mắn đến cho quý vị, được không quý vị?